Hello, xin chào tất cả các bạn và bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau trong vần tiếp theo đó là vần and nha các bạn nha. And. Bây giờ nhớ bật chữ D ở cuối đúng không nào? And. Rồi, chúng ta bắt đầu nào. Band. Band nghĩa là gì ạ? Cúi gập người đúng không nào? Band. Band. Rồi. Sand là gửi đi nha. Sand. Sand. Rồi. Spend thanh toán nào, hoặc là dành trả được chưa nào? Spend tiêu tốn một cái gì đó nha. Spend. Rồi, lend là cho ai đó mượn nha. Borrow là mượn ai đó, còn lend là cho ai đó mượn nha. Lend. Bland là say nha. Bland. Rồi, và phần câu của chúng ta là I lend some money to Tom to spend là tôi đã cho Tôm vay một ít tiền, được chưa nào? To Tom là cho, tôi đã cho mượn một ít tiền để đến Tom, có nghĩa là Tom là người nhận đúng không? To Tom, được chưa? Nên chúng ta sẽ có câu là I lend some money to Tom to spend. Tôi đã cho bạn Tom mượn một ít tiền để thanh toán nha. Lại nào. I lend some money to Tom to spend. I lend some money to Tom to spend. Ok, chị các bạn, rồi các bạn luyện tập cho cô nha.